Thúy Quỳnh mến chào quý vị và các bạn đang đến với bản tin tổng hợp cuối ngày trên kênh YouTube Sen Vàng News. Hãy tiếp tục đón theo dõi để biết được ngày hôm nay đã có những thông tin gì thú vị nhé. Đám cưới của chàng hot YouTuber Chris Phan và cô nàng hot girl Mai Quỳnh Anh có lẽ là một trong những từ khóa hot nhất trong tháng 6 này. Sau đám cưới ấm cúng diễn ra tại Phú Yên, quê nhà của Mai Quỳnh Anh vào hôm 13 tháng 6, thêm một bữa tiệc cưới nữa đã được tổ chức tại Sài Gòn vào tối ngày 23 tháng 6 vừa qua. Dàn hot streamer đã cùng nhau có mặt đầy đủ tại đám cưới và bất ngờ hơn cả, đó là việc Piu Piu đã xuất hiện công khai cùng với bạn gái mới. Xuất hiện để chung vui, Piu Piu không đi một mình mà bên cạnh anh còn xuất hiện một bóng hồng xinh đẹp. Nhiều người nhận ra đây là Hồng Nhật, cô gái cùng với Piu Piu để relationship trên Facebook. Vậy là bây giờ có thể chắc chắn 100% rằng Piu Piu nhà ta đã thực sự hẹn hò rồi. Cặp đôi cùng nhau chụp ảnh kỷ niệm với cô dâu chú rể và trò chuyện vui vẻ với bạn bè. Piu Piu luôn giữ được tâm trạng rất vui vẻ và liên tục cười đùa, quấn quýt với Hồng Nhật. Đúng là yêu rồi có khác, trông Piu Piu rạng rỡ, tươi tắn và còn bảnh bao, đẹp trai hơn hẳn thường ngày. Trước đó trên trang cá nhân của mình, Piu Piu hay còn gọi là Hoàng Khoa đã để chế độ đang hẹn hò với một cô gái có tên là Hồng Nhật. Không dừng lại ở đó, nhiều người còn phát hiện ra vào ngày 5 tháng 4 vừa qua, Piu Piu không ngần ngại để chế độ tìm hiểu công khai trên Facebook. Sự kiện đặc biệt của anh chàng này ngay lập tức thu hút sự quan tâm của mọi người. Tối qua ngày 23 tháng 6, cộng đồng mạng đang dần dần chia sẻ và cười không ngừng nghỉ trước thành quả mua sắm siêu to khổng lồ của một nam thanh niên tại siêu thị. Chẳng phải là tầng tầng lớp lớp đồ đạc hay là hàng hóa, hóa đơn dài cả mét, thành quả đó chính là một quả vải với giá 1.030 đồng. Vâng, Thúy Quỳnh xin được nhắc lại, nam thanh niên đó vào siêu thị mua một quả vải và thanh toán với giá là 1.030 đồng. Theo đó, hóa đơn do nam thanh niên này đăng tải cho thấy anh vào siêu thị Big C ở Hà Nội vào khoảng tối ngày 22 tháng 6 vừa qua để mua một quả vải. Quả vải này cân nặng là 0,024 kg nhân với hóa đơn 42.900 đồng. Tổng kết, anh chàng thanh toán đúng 1.030 đồng. Ngay sau khi được đăng tải, bài đăng của anh chàng ngay lập tức khiến dân mạng vô cùng bất ngờ, sau đó là ôm bụng cười ngặt nghẽo. Ai cũng phải công nhận, trò vui của anh chàng này đúng là không đỡ nổi, hẳn là phải dũng cảm lắm mới dám mang một quả vải này đến quầy thu ngân đấy chứ. Nhiều người còn so sánh nam thanh niên này với anh chàng Mr. Bean khi cũng đã vào siêu thị mua một cọng rau đem về. Tuy nhiên, một số ý kiến lại cho rằng việc làm của nam thanh niên này không thực sự mang lại niềm vui, thậm chí lại còn có thể gây phiền phức, khó chịu cho nhân viên thu ngân tại siêu thị. Hiện câu chuyện một quả vải của nam thanh niên trên vẫn đang được quan tâm trên mạng xã hội. Bất ngờ trở thành hiện tượng mạng nổi tiếng với những đoạn video làm đồ ăn siêu to, siêu khổng lồ, bản thân vlog ngày càng được nhiều bạn trẻ Việt biết đến và theo dõi. Tuy nhiên, mới đây, một số cư dân mạng đã vô tình phát hiện ra sự trùng hợp về dụng cụ làm đồ ăn, cụ thể là chiếc muôi mà bà Tân thường sử dụng trong các đoạn video và nhanh chóng chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Theo đó, bức ảnh một người phụ nữ đang cho lợn ăn bằng chiếc muôi cỡ lớn được cho là có ngoại hình khá giống với bà Tân. Thậm chí về góc nghiêng gương mặt, chiếc nón hay cả trang phục giản dị cũng được nhận xét là giống với người phụ nữ triệu view này. Bên cạnh đó, chiếc muôi mà người phụ nữ trên dùng cho lợn ăn được dân mạng tinh ý phát hiện ra có nhiều điểm trùng khớp với chiếc muôi mà bà Tân sử dụng trong đoạn video làm cốc trà sữa khổng lồ ăn mừng kênh YouTube đạt 500.000 lượt theo dõi. Vết lõm trên hai chiếc muôi trong hai bức ảnh cũng được nhận xét là hoàn toàn tương đồng. Ngay sau bức ảnh so sánh sự trùng hợp của người phụ nữ dùng muôi cho lợn ăn với bà Tân làm trà sữa được đăng tải nhanh chóng nhận được nhiều sự chú ý và gây ra nhiều tranh cãi. Nhiều cư dân mạng lên tiếng bênh vực rằng bức ảnh người phụ nữ cho lợn ăn bằng chiếc muôi cỡ lớn không rõ ràng, thực hư như thế nào chưa được xác nhận đó có phải là bà Tân hay không nên khó có thể tin cậy. Bên cạnh đó, họ vẫn ủng hộ người phụ nữ này và cho rằng kể cả đúng là sự thật thì cũng chẳng làm sao, vẫn sạch sẽ, đảm bảo vệ sinh là được. Tuy nhiên, bên cạnh những ý kiến bênh vực thì nhiều người còn bày tỏ quan điểm rằng chiếc muôi trong hai hình đều có sự trùng hợp. Họ thẳng thắn chia sẻ cảm nghĩ rằng không theo dõi những sản phẩm của bà Tân Vlog do những cái nhìn không thiện cảm từ lần đầu tiên. Hai chị em Nam Anh, Nam Em luôn thu hút sự chú ý của cư dân mạng trong mỗi lần xuất hiện, kể cả khi hai cô nàng súng xính đi dự sự kiện hay là giản dị trong những hoạt động đời thường. Sau đây là những khoảnh khắc hậu trường của cả hai chị em. Mới đây, trên một fanpage chuyên bàn chuyện về chuyện showbiz, một cư dân mạng đã đăng tải hình ảnh chụp lén được cho là Nam Anh cùng lời chia sẻ. Tình cờ, Nam Anh đã có bạn trai rồi. Qua hình ảnh chụp xa có thể thấy, Nam Anh được một chàng trai khoác vai khá tình tứ, cả hai đều ăn mặc giản dị khi đi shopping. Ở dưới bình luận, dân mạng thắc mắc liệu đây là Nam Anh hay là Nam Em. Tuy nhiên, có một số người cho rằng cách phân biệt Nam Anh và Nam Em ở thời điểm hiện tại là màu tóc. Hiện Nam Em đang để tóc vàng, còn Nam Anh để tóc đen. Bên cạnh đó, cư dân mạng khác cũng chia sẻ hình ảnh chụp lén Nam Em.
Ngoài mái tóc vàng thì nhiều người nhận xét cô nàng trông gầy hốc hác, đặc biệt là khi để mặt mộc. Nhìn cô nàng ai cũng phải xót xa, phải chăng cô đã giảm cân quá đà hay lại trải qua một cú sốc tâm lý nào đó? Tuy nhiên dù thế nào thì cũng không thể phủ nhận cả hai chị em đều rất xinh đẹp phải không cả nhà? Fan hâm mộ cũng rất mong chờ nam anh nam em sẽ tái xuất cùng nhau trong một chương trình hay là một sản phẩm nào đó. Hãy cùng chờ đón các bạn nhé! Vừa qua, Sơn Tùng MTP bất ngờ đăng tải thông điệp Hãy trao cho anh và ngay lập tức gây bão cộng đồng mạng. Không lâu sau đó, chàng ca sĩ hot nhất Vpop lại liên tục dội bom vào các fan bằng poster chính thức của Hãy trao cho anh. Trở lại sau một năm dài vắng bóng, từng chút thính về MV mới của Sơn Tùng đều được các fan mổ xẻ, phân tích kỹ lưỡng và bất ngờ phát hiện ra một điều đặc biệt. Không uổng công phân tích mổ xẻ, Sky đã phát hiện ra một dấu hiệu đặc biệt cho thấy khả năng MV lần này sẽ có sự kết hợp giữa Sơn Tùng và rapper đình đám thế giới Snoop Dogg. Khi zoom kỹ vào hai chi tiết là tai và ngón tay của Sơn Tùng trong poster, các fan nhận thấy chiếc khuyên tai và chiếc nhẫn mà nam ca sĩ đang đeo giống hệt với hai loại mà anh đeo khi xuất hiện trong clip cùng Snoop Dogg trước đó. Đặc biệt là vị trí đeo cũng trùng khớp khiến các fan không thể không liên tưởng đến việc hai người cùng quay MV. Ngoài ra, với những khung cảnh xuất hiện trong tấm poster MV Hãy trao cho anh, có thể sẽ là một MV ngoại cảnh với không gian thoáng đãng, đầy nắng gió. Thậm chí, các Sky còn điều tra được chính xác địa điểm của MV là tiểu bang Nevada, Hoa Kỳ. Dựa vào những chi tiết được phân tích trên, khả năng MV sắp tới là màn kết hợp giữa Sơn Tùng MTP và Snoop Dogg khá là cao. Tuy nhiên, cũng không ngoại trừ trường hợp nam ca sĩ đeo lại trang sức và cuộc gặp gỡ với huyền thoại rapper thế giới chỉ đơn giản là buổi gặp và giao lưu, chứ không liên quan gì đến quay MV cả. Hiện tại, các fan của Sơn Tùng và fan của nhạc Việt nói chung đang rất mong chờ thời điểm nam ca sĩ chính thức tung MV trở lại của mình. Và việc Snoop Dogg có thực sự tham gia MV Hãy trao cho anh hay không thì chỉ đến lúc đó thì mới có thể khẳng định. Và cũng đừng quên nhấn subscribe kênh YouTube Sen Vàng News để tiếp tục cập nhật những tin tức mới nhất của chúng tôi mỗi ngày. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại!